Tiêu sử Thủ môn Đảng Văn Lâm Đảng Văn Lâm là Mỹ Nam của làng thể thao, có lượng fan hâm mộ hùng hậu, điển trai và tài năng. Anh nhanh chóng ghi tên vào lứa thế hệ cầu thủ sáng giá của thể thao Việt Nam, đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong nhiều trận đấu lịch sử. Nam thủ môn được đông đảo khán giả biết đến và ngợi ca. Đảng Văn Lâm sinh ngày 13 tháng 8 năm 1993 tại Moscow, Nga, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam, đang thi đấu ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ Bình Định tại V-League 1 và đội tuyển bóng giá quốc gia Việt Nam. Đặng Văn Lâm là ai? Đặng Văn Lâm là cầu thủ lai mang hai dòng máu Việt-Nga. Bởi thế mà ngay từ khi xuất hiện, nam thủ môn đã gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai nam tính. Anh chàng còn sở hữu chiều cao khủng, thân hình vạm vỡ, làm phái nữ mê mẩn. Sau hàng loạt những thành tích có được, tên tuổi của Đặng Văn Lâm lại càng nổi như cồn, anh cũng nhận về vô số các hợp đồng quảng cáo lớn nhỏ. Văn Lâm bắt đầu sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp vào năm 2004. Anh khởi đầu chơi trong các câu lạc bộ tại Nga. Sau khi trở về Việt Nam, anh đầu quân vào Hoàng Anh Gia Lai. Sự nghiệp thi đấu, câu lạc bộ của anh chàng từng đổi chuyển khá nhiều nơi. Hiện tại Văn Lâm đang đảm nhiệm vị trí thủ môn cho một câu lạc bộ tại Nhật Bản đồng thời anh vẫn là gương mặt trong đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vì thi đấu từ sớm nên Văn Lâm đã sớm quen với môi trường đào tạo khắc nghiệt. Việc luân chuyển giữa nhiều câu lạc bộ khác nhau đòi hỏi nam thủ môn phải thích ứng nhanh chóng. Vì thế mà trên sân đấu, mọi ứng biến của anh đều cực kỳ linh hoạt. Trước sức hút thi đấu tuyệt vời ấy, đông đảo khán giả muốn biết thêm về thông tin tiểu sự của anh Trang. Đặng Văn Lâm sinh năm bao nhiêu? Đặng Văn Lâm sinh năm 1993. Mặc dù đã bước qua độ tuổi được xem là đỉnh cao của sự nghiệp của các cầu thủ bóng đá, nhưng cái tên Văn Lâm vẫn vô cùng hot, anh vẫn đang được tin tưởng giao cho trọng trách canh giữ gôn trong những trận đấu lớn. Với gần 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, khả năng chơi đỉnh của nam cầu thủ là điều không cần nghi ngờ. Chiều cao và cân nặng của nam cầu thủ Mang trong mình dòng máu Nga, nên về thể chất, Văn Lâm cũng nhỉnh hơn so với các cầu thủ khác. Anh sở hữu chiều cao khủng lên tới 1m88, nặng 76kg. Đối với một số vị trí, chơi là thủ môn như Văn Lâm thì hình thể này có lợi thế rất lớn. Chúng không chỉ giúp cho anh chàng chắn bóng tốt hơn, mà còn tạo áp lực lên tinh thần đối thủ cùng với kỹ năng luyện tập bài bản, từng cú bắt bóng của anh đều cực kỳ chuẩn xác. Quê quán của Văn Lâm, Văn Lâm sinh tại Moscow Nga. Hiện tại vào lịch trình thi đấu mà nam cầu thủ sẽ ở Việt Nam hoặc Nhật Bản, gia đình của anh thì vẫn ở Moscow. Các dịp nghỉ lễ, Văn Lâm thường về Nga để thăm gia đình, anh chàng cũng từng không ít lần khoe những khoảnh khắc cả nhà bên nhau từ việc nướng BBQ đi du lịch đều cực kỳ vui vẻ và thân thiết con đường sự nghiệp vẻ vang của thủ môn Đặng Văn Lâm. Ở cả cấp câu lạc bộ lấn đội tuyển quốc gia Việt Nam, Văn Lâm đều có được những thành tựu đáng nể, tỏa sáng trong thời kỳ đỉnh cao của bóng đá Việt Nam, danh tiếng của nam cầu thủ theo đó cũng tăng lên. Vậy nhưng không có một con đường thành công nào là dễ dàng. Trước khi có được sự vẻ vang như hiện tại, Văn Lâm từng phải đối mặt không ít khó khăn. Nam cầu thủ từng suy sụp thất vọng, nhưng rồi cũng kiên cường cố gắng vượt qua. Sự nghiệp bóng đá tại câu lạc bộ của chàng Lâm Tây. Tại cấp câu lạc bộ, Văn Lâm từng luôn chuyển khá nhiều, anh thi đấu cho câu lạc bộ tại nga, việt nam và giờ là nhật bản. Mỗi môi trường tập luyện đều có sự khác biệt rõ rệt, nên nam cầu thủ luôn phải cố gắng thích nghi và mặc cho những gian nan khó khăn ấy, Văn Lâm vẫn chạm tới thành công. Khởi đầu gian nan, từ khi còn nhỏ Văn Lâm đã tham gia rèn luyện tại hai lò đào tạo trẻ Sparta Mosca và Địa. Namo Mosca Nga, sau 5 năm rèn luyện tại câu lạc bộ, Văn Lâm đã chuyển đến Dynamo Mosca để học tập trong 4 năm. Đến năm 2010, Văn Lâm cùng bố mẹ trở về Việt Nam để tìm kiếm cơ hội. Sau nhiều khó khăn và trông gai, anh được câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ký hợp đồng đào tạo trẻ. Tại đây anh không được trao nhiều cơ hội, dù đội tuyển U19 Việt Nam triệu tập để tham dự vòng chung kết U19 Đông Nam Á, nhưng anh lại không để lại dấu ấn. Sau một thời gian tập luyện, anh đều bị điều qua Lào để thi đấu cho một câu lạc bộ khác của Bầu Đức trong mùa giải 2013. Trước khi trở lại Nga năm 2014, anh được tiếp tục cho mượn đến câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh ở nửa mùa giải 2014 câu lạc bộ Hải Phòng. Đầu năm 2015, trang thủ môn Việt Nga chính thức gia nhập câu lạc bộ Hải Phòng. Sau nhiều nỗ lực, anh chính thức quay trở lại V-League mùa 2 năm 2016 trong mở áo câu lạc bộ Hải Phòng để tiếp nối ước mơ còn gian dở. Tại câu lạc bộ Hải Phòng, Văn Lâm chơi ở vị trí thủ môn số 1 của câu lạc bộ. Tại giải V-League năm 2018, Lâm Tây được đánh giá là thủ môn xuất sắc nhất khi rũ sạch lưới nhà, nhiều nhất sau 25 trận thi đấu. Nhờ vậy anh được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu cho mùa giải năm 2018. Vào tháng 9 năm 2015, Văn Lâm vướng vào vụ bê bối với trợ lý huấn luyện viên Lê Sĩ Mạnh. Sau sự cố này, anh phải quay trở về Nga, nhưng sau khi Lê Sĩ Mạnh bị sa thải, anh đã quay lại câu lạc bộ Hải Phòng mua thông United. Sau khi đạt nhiều thành công tại câu lạc bộ Hải Phòng và đội tuyển quốc gia Việt Nam, Đặng Văn Lâm tham gia thi đấu tại nước ngoài tại giải Thái Vi League 1 của Thái Lan với bản hợp đồng tại câu lạc bộ mua thông United kéo dài 3 năm. Trong nửa đầu năm 2019, phong độ của Chen thủ môn không tốt dẫn đến câu lạc bộ mô thông có kết quả thi đấu dở tệ. Nhưng sau đó chàng thủ môn trẻ đã lấy lại được phong độ của mình và trở thành thủ môn xuất sắc nhất câu lạc bộ, giúp cho mô thông đứng vị trí thứ năm toàn bảng sau khi kết thúc mùa giải. Vào ngày 2 tháng 1 năm 2019, mua thông Gin thịt đã chi trả, bồi thường một năm hợp đồng của Lâm Tây từ câu lạc bộ Hải Phòng để đưa anh tham gia giải bóng đá vô địch cấp quốc gia Thái Lan. Trang cầu thủ trẻ nhận được mức lương hơn 10.000 USD trên một tháng, cùng với nhiều đãi ngộ hấp dẫn, cùng với số tiền 4 triệu bát Thái, tương đương 3 tỷ đồng mà câu lạc bộ Hải Phòng nhận được đã biến anh thành cầu thủ đắt giá nhất tại câu lạc bộ mua thâm. Câu lạc bộ Cerezo Osaka năm 2021 đến nay, vào đầu tháng 1 năm 2021, Văn Lâm đầu quân cho câu lạc bộ Cerezo Osaka. Qua đây anh trở thành cầu thủ Việt Nam thứ tư chơi bóng tại nước ngoài sau Công Phượng, Công Vinh và Tuấn Anh. Đồng thời anh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên tham gia thi đấu giải J-League Tại câu lạc bộ này, Lâm Tây mang áo số 1, tuy nhiên có một lời nguyền đáng sợ tại câu lạc bộ Cerezo Osaka. Theo những thành viên của câu lạc bộ, những ai mang số áo này đều phải ngồi chờ mỏi mòn để được ra sân. Chính vì vậy việc văn lâm mà số áo này khiến cho nhiều người hâm mộ lo lắng. Mọi người đều mong chờ anh có thể phá vỡ lời nguyền này sự nghiệp tham gia đội tuyển quốc gia việt nam của đặng văn lâm không chỉ ở cấp câu lạc bộ tại đội tuyển quốc gia việt nam văn lâm cũng gặt hái được nhiều trái ngọt anh tỏa sáng với những màn bắt bóng đỉnh cao bảo vệ khung thành năng lực được công nhận cái tên văn lâm được khán giả tung hô và tự hào đồng hành và cùng đội tuyển trải qua những khoảnh khắc lịch sử, công hiến của Văn Lâm là không hề nhỏ. Vì thế nhắc đến công thần của tuyển bóng đá Việt Nam, Văn Lâm là cái tên không thể bỏ qua. Năm 2016, Lâm Tây được huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng triệu tập vào đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho trận đấu gặp CDI vào cuối tháng 5 tham gia giải Asia Bank Cup 2016 tại Myanmar, mà dù được góp mặt trong thành phần đội tuyển A, FF Cup năm 2016, nhưng anh là cầu thủ dự bị cho Trần Nguyên Mạnh và không được ra sân trận nào. Vàng Ra tháng 6 năm 2017, Lâm Tây lần đầu tiên được huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng cho ra sân trong trận đấu gặp Jordan tại vòng loại ASEAN Cup 2019. Trong trận này, Văn Lâm đã có nhiều pha xử lý tình huống hợp lý và cứu nguy cho đội nhà vô cùng xuất sắc. Điều này đã giúp cho đội tuyển Việt Nam và Jordan hòa 0-0. Khi huấn luyện viên Bắc Hang-seo lên làm huấn luyện viên mới, Lâm Tây tiếp tục được trọng dụng ở vị trí thủ môn trong trận đấu cuối cùng của Việt Nam và dốc đang trên sân khấu tại vòng loại ASEAN Cup 2019. Tương tự lần trước, trang cầu thủ trẻ vẫn đưa ra những pha xử lý tốt và phản xạ nhanh giúp Việt Nam giữ sạch lưới cho đến khi anh bị chấn thương và rời sân ở cuối hiệp 1. Năm 2018, Đặng Văn Lâm cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam tỏa sáng khi giành được chức vô địch AF Cup. Từ đây, anh gây được tiếng vang lớn trong làng bóng đá Việt Nam và cái tên Lâm Thây được nhiều người hâm mộ nước nhà biết đến nhiều hơn. Năm 2019, tại giải đấu ASEAN Cup 2019, Lâm Tây với màn trình diễn xuất sắc đã giúp đội tuyển đi đến vòng tứ kết và thất bại trước trận đối đầu với tuyển Nhật Bản năm 2020 tại vòng loại World Cup 2022, một lần nữa Đặng Văn Lâm khiến báo giới và người hâm mộ phải ca ngợi khi liên tục cản phá quả phạt đền của thông trong trận đấu với tuyển Thái Lan. Pha cản bóng này của anh được ví như pha cứu thua của thủ môn Akinfield trong World Cup 2018 khi giúp tuyển Nga đánh bại tuyển Tây Ban Nha. Đặng Văn Lâm được sinh ra và lớn lên tại thủ đô Mốt Ca của Nga, có bố là người Việt tên là Đặng Văn Sơn và mẹ mẹ là người Nga tên là Olga Zukova. Bố anh là em sinh đôi với nghệ sĩ nhân dân đặng văn hùng do vậy anh có người chị họ là diễn viên múa đặng linh nga bố mẹ của anh đều rất giỏi nghệ thuật đặc biệt là mẹ của anh từng là một vũ công múa ba lê anh cũng có anh em ruột trong đó có em trai là đặng văn mạnh và em gái là Đặng Thanh Dương. Mặc dù cả nhà đều yêu mến và theo sự nghiệp nghệ thuật, Văn Lâm quyết định chọn con đường theo sự nghiệp bóng đá. Vì tài năng bóng đá thiên bẩm có sẵn của Văn Lâm, nên anh đã được lò đào tạo của câu lạc bộ Sparta Moscow của Nga chú ý và anh đã gia nhập đội bóng này. Tuy vậy, sau khi bị từ chối chơi bóng ở nơi quê cha đất tổ của mình và cả lúc bị loại khỏi danh sách đội hình đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải đấu, bóng đá Nam ASEAN 2018, bố anh đã khuyên Văn Lâm nên quay trở lại nước Nga và làm nghề kế toán. Tuy vậy, anh vẫn ở lại Việt Nam và không thay đổi ý chí ban đầu. Anh cũng sở hữu một giọng hát hay và tốt với chất giọng ngọt ngào và trầm ấm. Anh có thể nói tốt và thông thạo ba ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt, tiếng Nga và tiếng Anh. Văn Lâm là một tín đồ của đạo chính thống. Anh thường xuyên cầu nguyện Chúa phụ hộ cho mình và làm dấu thánh giá để thể hiện niềm tin. Điều này khiến cho Văn Lâm trở thành tín đồ chính thống giáo, đầu tiên của đội tuyển quốc gia. Là một người gốc Nga, Đặng Văn Lâm cũng yêu quý đội tuyển ở quê ngoại mình. Anh ăn mừng phấn khích khi Nga vượt Tây Ban Nha trên loạt 11 mét và tiến vào tứ kết quân cấp 2018. Thân tượng của anh là tuyển quốc gia Atam Dizuba.